À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào em. Chào mừng các em đã đến với video của bài giảng sách ngữ văn 11, bộ kết nối tri thức tập 1. Ngày hôm nay, cô và các em tiếp tục đi vào bài 2 với chủ đề cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình. Buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết thực hành đọc. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, cô có hoạt động khởi động. Theo em, thời gian đối với mỗi chúng ta có ý nghĩa như thế nào? Thời gian đối với mỗi chúng ta có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong cuộc sống, thời gian là thứ tồn tại vô hình nhưng rất quý giá. Việc nhận thức được giá trị của thời gian sẽ giúp chúng ta trân trọng cuộc sống và vận dụng thời gian một cách hợp lý, không lãng phí. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần thực hành đọc Văn bản thời gian của tác giả Văn Cao. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô về đặc điểm thể loại và cấu tứ bài thơ, cũng như nhận xét được tính chất và tượng trưng của hình ảnh thơ. Phần hình thành kiến thức, nội dung đầu tiên, một nhỏ, thể loại và cấu tứ. Cô có nhiệm vụ sau đây. Em hãy đọc bài thơ và xác định thể loại của bài thơ, cấu tứ bài thơ có gì đặc biệt. Về thể loại bài thơ thời gian thuộc thể loại thơ tự do. Hoàn cảnh sáng tác, bài thơ thời gian ra đời vào mùa xuân Đinh Mão năm 1987, vào tháng 2 năm 1987, khi tuổi đã xế chiều. Lúc này, Văn Cao đã để lại phía sau cuộc đời mình với biết bao trải nghiệm vui buồn. Vì vậy, viết bài thơ thời gian để giải bày tâm sự về cuộc sống, nghệ thuật và tình yêu sau một chặng đường dài, buồn vui đã trải qua. Về cấu tứ của bài thơ, tứ thơ, thời gian có thể thay đổi nhiều điều, song vẻ đẹp nghệ thuật và tâm hồn đẹp mãi, trường tồn với thời gian. Cấu tứ là cấu tạo nên tứ thơ. Về bố cục của bài thơ có thể được chia làm hai nội dung chính gồm hai phần. Phần 1 là 4 câu thơ đầu, nội dung nói về sức tàn phá của thời gian. Phần 2, 3 câu cuối, nội dung những điều có sức sống mãnh liệt, trường tồn với thời gian. Em lưu ý, ở trong bài thơ thời gian thì tác giả đã sắp xếp những câu thơ, từ ngữ tựa như sự hao mòn của thời gian. Số câu trong mỗi đoạn không ổn định, đoạn đầu 4 câu và đoạn cuối 3 câu. Số câu trong mỗi đoạn theo hướng giảm dần. Cách chia tách hai phần của bài thơ thành hai đoạn. Một đoạn khẳng định sức tàn phá của thời gian với những từ ngữ cạn, tiếng sỏi, khô. Đoạn còn lại với các từ ngữ nhấn mạnh sức sống và sự khác biệt, riêng, còn xanh, đôi mắt, giếng nước. Tác giả còn sử dụng cấu tứ tương phản. Nói về thời gian trôi, mọi thứ đều sẽ tàn phai, nhưng đến khổ hai, tác giả khẳng định chỉ riêng giá trị nghệ thuật và tâm hồn con người sẽ mãi còn với thời gian. Hai nhỏ, tính chất tượng trưng của các hình ảnh thơ. Để tìm hiểu về đặc điểm tính chất tượng trưng của các hình ảnh thơ, cô yêu cầu chúng ta sẽ đọc bài thơ và hoàn thành vào bảng sau để xác định ý nghĩa tượng trưng của các hình ảnh thơ. Bốn câu thơ đầu, sự tàn phá của thời gian. Chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô những từ ngữ, hình ảnh mang tính chất tượng trưng như là thời gian qua kẽ tay, kỷ niệm rơi, kỷ niệm trong tôi, rơi như tiếng sỏi, trong lòng giếng cạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu theo các đặc điểm, một số cách hiểu thường thấy, cách em hiểu trong bài thơ, một số cách hiểu khác em được nghe chia sẻ từ bạn bè và thầy cô. Và phần 2, đoạn 2, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung tương ứng. Những điều bất biến về thời gian qua những từ ngữ, hình ảnh mang tính chất tượng trưng như là từ câu thơ, bài hát, còn xanh, đôi mắt em, như hai giếng nước. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần A nhỏ, 4 câu thơ đầu.
Thời gian qua kẽ tay, làm khô những chiếc lá, kỷ niệm trong tôi rơi như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn. Thời gian vốn dĩ là một đại lượng vô hình, nhưng theo quan niệm của Văn Cao, thời gian có thể trôi chảy qua kẽ tay. Câu thơ năm chữ gợi sự liên tưởng của con người với ước muốn níu kéo thời gian mãi trong lòng bàn tay, sự bất lực của con người trước dòng chảy bất tận của thời gian. Thời gian qua kẽ tay, hình ảnh thơ gợi liên tưởng đến sự tương phản giữa cái hữu hình và vô hình, cái hữu hạn và vô hạn như một tất yếu. Sự hiện hữu của thời gian trong cuộc đời mỗi người là hữu hạn, bởi thời gian ấy so với cái vô thủy vô chung của vũ trụ thì hư ảo, mong manh, ngắn ngủi vô cùng. Chính vì vậy, thi nhân tự bao đời đã ngậm ngùi xót xa trước bước đi của thời gian và sự vô nghĩa của phận người. Nguyễn Gia Thiểu đã cảm nhận đầy chua chát trong cung Oán Ngâm Khúc nổi tiếng của ông. Trăm năm nào có gì đâu, chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh gì. Như một quy luật hiện sinh, thời gian đi qua là miên viễn không bao giờ quay trở lại. Sự thật nghiệt ngã ấy chính là bi kịch của phận người. Con người không thể nào nắm giữ, níu kéo được thời gian. Triết gia Heraclitus đã xác quyết, không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Cuộc đời mỗi người không thể sống hai lần. Mỗi bước đi thời gian luôn làm biến đổi từng thứ từng chút một. Và sức tàn phá của thời gian là khôn lường. Làm khô những chiếc lá, kỷ niệm trong tôi rơi như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn. Những chiếc lá xanh rồi cũng tàn tạm theo thời gian. Những được mất trong cuộc đời rồi cũng nhạt nhòa theo năm tháng. Có chăng cái còn lại trong cuộc đời này là giọt giọt kết tinh của những kỷ niệm. Kỷ niệm là một trong những kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, dưới tác động của thời gian khắc nghiệt, ngay cả những giá trị tinh thần đó cũng bị mai một và tàn phai. Kỷ niệm như hạt ngọc quý giá, ngày càng lắng sâu trong tâm thức khi con người ngày càng chạm tới cõi vĩnh hằng. Và những kỷ niệm ấy rồi sẽ theo con người lìa xa cõi sống để sang phía bên kia. Mọi ái ố, hỉ nộ rồi cũng sẽ tan biến theo dòng chảy của thời gian. Bài thơ vì thế đã thức nhận cho chúng ta cái ý nghĩa nhân sinh tưởng như bình thường mà không ai cũng nhận biết được khi con người luôn đắm chìm trong quá nhiều tham vọng của cuộc sống. Ý niệm về thời gian trong bài thơ của Văn Cao vì thế mang tư tưởng hiện sinh tích cực. Ở trong khổ thơ đầu, tác giả đã gợi ra một quan niệm triết lý về tác động tàn khốc của thời gian đối với con người trong cuộc sống. Và thông điệp toát lên từ hình tượng nghệ thuật bài thơ mang ý nghĩa, giá trị nhân văn sâu sắc. Khi nhận thức được quy luật nghiệt ngã của thời gian, con người phải biết trân quý sự hiện hữu của mình. Chúng ta phải làm thế nào để mỗi giây phút hiện hữu của cuộc đời là giây phút sống chứ không phải là tồn tại? Câu hỏi đầy tính chất tự vấn này sẽ không bao giờ là điều xưa cũ trong tâm thức hiện sinh của nhân loại trên con đường khám phá những giá trị vĩnh hằng để vượt qua sự khắc nghiệt của thời gian. Vậy những giá trị vĩnh hằng chỉ có thể là gì? Văn Cao, người nghệ sĩ đích thực với cảm thức tinh tế trên từng bước đi của thời gian cũng khẳng định một hệ giá trị mà ở đó sự tàn phá của thời gian cũng không thể làm mất đi phẩm tính của nó. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung phần B nhỏ ba câu sau. Riêng những câu thơ còn xanh, riêng những bài hát còn xanh và đôi mắt em như hai giếng nước. Trong dòng chảy nghiệt ngã của thời gian, mọi sự vật hiện tượng có thể lụi tàn và tan biến vào hư không, nhưng có những giá trị không thể mất mãi mà còn xanh. Đó là những giá trị thuộc về nghệ thuật và cái đẹp được kết tinh từ những câu thơ, những bài hát và đặc biệt từ đôi mắt em. Phép điệp riêng, phép điệp còn xanh được lặp lại hai lần như một lời khẳng định mạnh mẽ, thể hiện thái độ hiên ngang bất chấp
trước tác động của thời gian. Câu, khúc là những hình ảnh ẩn dụ để chỉ những sáng tạo nghệ thuật làm phong phú tâm hồn con người. Chỉ có những câu ca dao đi cùng năm tháng, vượt quy luật tha hóa, không thừa thì chết. Nghệ thuật ra đời là một trong những cách thần kỳ để con người chống lại sự khốc nghiệt của lưỡi hái thời gian. Cùng với nghệ thuật, người ta còn tìm ra một thứ vũ khí hữu hiệu khác để chống lại thời gian, đó chính là đôi mắt của bạn. Và đôi mắt của bạn giống như hai cái giếng. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là biểu tượng của tình yêu. Tình yêu là khởi nguồn của những điều kỳ diệu và thăng hoa trong nghệ thuật. Thế giới không có tình yêu, mặt trời sẽ tắt. Đó chính là câu nói của Victor Hugo. Bất chấp mọi cay đắng, nghiệt ngã của số phận và thời gian, con người vẫn có thể sáng tạo vì có đôi mắt của anh như hai giếng nước, trong mắt và chan chứa tình yêu thương. Đó là gì nếu không phải là vẻ đẹp bất tử trước tác động khốc liệt của thời gian? Như vậy, thời gian làm khô là cuộc đời, nhưng hóa là thơ và nhạc. Thời gian làm giọt ký ức xuống giếng khô, nhưng không thể làm khô đôi mắt tình yêu như hai giếng nước ngọt. Với những tình cảm, những suy nghĩ ở lại trong sâu thẳm, với niềm tin, sức sống mãnh liệt và sâu sắc, bài thơ Thời gian của Văn Cao sẽ như chiếc lá vẫn xanh, như muôn đời, sự bất tử của nghệ thuật, tình yêu và vẻ đẹp. Có thể nói, thời gian dẫu vẫn trôi qua kẽ tay, nhưng bài thơ Thời gian của nhạc sĩ Văn Cao vẫn nguyên xanh trong lòng bạn đọc. Độ nén sự giản dị hàm xúc của câu chữ trong bài thơ cho thấy sự tài hoa, tinh tế của một thi sĩ tài năng. Qua nội dung của bài thơ Thời gian, mỗi người tự chiêm nghiệm lại đời mình, tự cảm nhận đời mình cũng là cách hiểu về thời gian của Văn Cao. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 3 nhỏ, ý niệm tư tưởng từ bài thơ. Đó chính là những quan niệm, những điều mà tác giả gửi gắm qua bài thơ Thời gian. Với sự kết hợp, đồng bộ không gian thời gian, các trục nhịp phân, phối thanh, nhịp thơ đã làm nổi bật ý niệm về thời gian của tác phẩm. Thời gian có sức mạnh hủy diệt khốc liệt đối với thiên nhiên, con người, riêng chỉ có nghệ thuật và tình yêu là mãi mãi trường tồn với thời gian. Nghệ thuật và tình yêu mà tác giả nói ở đây chính là hiện thân của cái đẹp. Cái đẹp bất tử hóa với thời gian, nó luôn vượt lên mọi thứ tầm thường và mang trong mình sức mạnh trường tồn vĩnh cửu. Thế giới này rốt cuộc chỉ còn lại hai thứ, chỉ hai thứ thôi, thi ca và lòng nhân ái, không có gì khác, Norwich từng nói. Bài thơ Thời gian đã gửi tới người đọc thông điệp về thời gian và cuộc sống. Đời người ngắn ngủi và hữu hạn giữa dòng thời gian vô định, cần phải sống sao cho ý nghĩa để không sống hoài sống phí cuộc đời của mỗi người. Nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp, trân trọng cái đẹp cũng là cách để vĩnh cửu hóa cùng với thời gian. Thời gian xóa nhỏ tất cả, thời gian tàn phá cuộc đời con người. Duy chỉ có văn học nghệ thuật và kỷ niệm tình yêu là có sức sống lâu dài, không bị thời gian hủy hoại. Đó chính là ý niệm, tư tưởng cũng như là suy ngẫm của tác giả về bản chất thời gian, nghệ thuật tình yêu. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến nội dung tiếp theo, đó là phần luyện tập. Yêu cầu chúng ta, các em hãy sơ đồ hóa nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Về nội dung của bài thơ Thời gian, tác giả đã thể hiện quan niệm và suy ngẫm về mối quan hệ giữa thời gian và cuộc đời, nghệ thuật và tình yêu của tác giả. Về nghệ thuật, bài thơ được viết theo thể thơ tự do, số câu trong mỗi đoạn không ổn định, đoạn đầu 4 câu và đoạn cuối 3 câu, số câu trong mỗi đoạn theo hướng giảm dần. Về nhịp điệu của câu thơ cũng lạ thường và rất linh hoạt nhằm nhấn mạnh ý, tạo ra một nhạc điệu đặc biệt. Tác giả đã sử dụng biện pháp tương phản, đối lập và sử dụng các phép tu từ so sánh như là đôi mắt em với hai giếng nước, hoặc điểm ngữ riêng còn xanh
ẩn dụ, câu thơ, bài hát, những sáng tạo nghệ thuật làm giàu đẹp cho tâm hồn của con người. Vận dụng. Sau khi học xong bài thơ, chúng ta sẽ thảo luận về ý nghĩa của bài thơ. Bài thơ Thời Gian có ý nghĩa. Thứ nhất là tác giả đã thể hiện vẻ đẹp bất tử với thời gian, đó chính là vẻ đẹp của nghệ thuật, tình yêu đẹp, tâm hồn trong sáng của con người. Bằng chứng là các tác phẩm nghệ thuật vẫn còn sống mãi với thời gian, dù tác giả có thể qua đời hoặc đã được sáng tác từ rất lâu. Và một số tác giả cũng có quan niệm như vậy, như tác giả Nguyễn Tuân. Như vậy, chúng ta sẽ hoàn thiện cho cô nội dung phần luyện tập và vận dụng ở nhà và cảm nhận được cái hay, cái đẹp khi chúng ta tìm hiểu về bài thơ Thời Gian. Bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo của Vietlex.com. Khóa học Vietlex, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietlex.